Làm cách nào để xác định một người đang nói dối? Việc di chuyển ánh mắt hoặc một nụ cười thoáng qua đại diện sự giấu giếm. Còn khóe miệng cô gái này thì thể hiện sự thiếu tự tin và ngại ngùng. Dùng ngón tay đặt ngang quệt ngay mũi, thể hiện bạn bị vạch trần và muốn che đậy sự thật. Bởi vì khi bị vạch mặt thì mũi thường sẽ ngứa, chớp mắt, nhếch mép, bấm đầu ngón tay. Những động tác nhỏ này được gọi là biểu hiện nhỏ. Chúng ta hãy xem một vụ án. Tên tội phạm này có giấu bom ở một nơi nào đó trong thành phố. FBI chấn vấn suốt 4 tiếng nhưng hắn ta không hé miệng nửa lời. Chuyên gia phát hiện nói dối Rossi đoán rằng có phải ở ngoại ô thành phố nơi người da đen sống. Để ý khóe miệng của phạm nhân, điều này thể hiện rằng nơi đó không đúng. Và phạm nhân đang cười thầm. Chuyên gia hỏi, ở giáo đường à? Phản ứng đồng thời của phạm nhân là rung một bên vai. Lời nói dứt khoát không ăn nhập với động tác cơ thể, có nghĩa rằng chuyên gia đang đoán sắp đúng. Đến khi chuyên gia hỏi rằng, có phải giáo đường trung tâm thành phố không? Mép của phạm nhân hơi nhích lên, chuyên gia đã đoán đúng, quả bom nằm ở đó. Biểu hiện nhỏ này thể hiện sự xem thường và bất lực, cho nên thưa các bạn, nếu như trên mặt người yêu xuất hiện những biểu hiện nhỏ này, thì có nghĩa là các bạn cần phải để ý nhé. Vậy làm sao biết được cái biểu hiện đó là thật sự coi thường, hay là giả vờ? Chuyên gia cầm lấy ly trà ném thẳng vào tường. Biểu hiện bây giờ là thật. Biểu hiện kinh ngạc sẽ xuất hiện trên mặt không chậm một giây. Nếu như đối phương bất ngờ, hoặc là biểu hiện sự khinh thường quá một giây, thì đó là giả vờ, chứng tỏ họ chuẩn bị nói dối. Chúng ta sẽ thử lấy nhiều trường hợp để cùng xem xét, thì bạn sẽ thấy những biểu hiện của sự khinh bỉ sẽ là giống nhau. Đây là biểu hiện của sự hổ thẹn khi bị bóc mẽ. Ngoài ra còn có biểu hiện của sự coi thường. Tất cả những biểu hiện này có mặt khắp nơi. Bất luận là người bình thường hay người nổi tiếng, đều có những cách biểu đạt cảm xúc tương đồng. Bởi vì 43 khối cơ trên mặt người có thể tạo thành cả chục ngàn sắc thái. Tất cả chân tướng đều ở trên mặt của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem động tác của cơ thể khi nói dối. Làm sao để nhanh chóng biết được một người đang nói dối? Chuyên gia dự đoán nói dối Rossi đang ở cạnh một sạp đồ ăn. Anh rửa tay chưa? Đương nhiên rửa rồi. Sau đó, anh chủ này làm một hành động cực kỳ điển hình của người nói dối. Đó là sờ vào gáy. Chuyên gia lại hỏi, ban nãy anh vừa vào nhà vệ sinh à? Đâu có đâu. Mọi người có thể đoán xem liệu rằng anh chàng này đã rửa tay hay chưa nhé? Hãy nhìn nhân viên bán hàng này sau khi vừa khoe về sản phẩm của mình, sau đó lại ôm hai tay vào nhau rồi lùi về một bước. Đây là phản xạ tự vệ của cơ thể. Điều này thể hiện cho việc anh ta vừa rồi nói những điều mà ngay cả bản thân cũng không tin. Không phải nói dối thì là nói phét. Ví dụ như ông tổng thống này có phát biểu trên bục: tất cả những gì của tôi đều do tôi khó khăn giành được. Hôm nay, chuyên gia kiểm tra nói dối Rossi đến doanh trại quân đội điều tra một vụ cưỡng bức. Theo lời khai của một nữ binh sĩ, cô bị một người cấp trên quấy rối. Vừa nói, nước mắt của cô vừa rơi. Nhìn thấy nữ binh sĩ vừa lên án vừa rơi lệ, Rossi đã có những phán đoán trong đầu. Sau đó, họ gọi nam cấp trên đến để giải thích tình hình. Sau một hồi tra hỏi, Rossi nói ra suy nghĩ của mình. Anh ta bắt đầu nhếch mày, rồi mở miệng ra. Đây là biểu hiện bất giác của sự bất ngờ. Còn nữ binh sĩ trong lúc miêu tả, có làm hai lần động tác bĩu môi. Đây là động tác điển hình của sự mơ hồ, thể hiện rằng những lời nói của cô ta không chuẩn. Cô gái đó đang nói dối. Chúng ta sẽ cùng xem những sự việc điển hình có sự xuất hiện của những cái bĩu môi, vì để kiểm chứng quan điểm của mình. Rossi gọi chiến hữu của nữ binh lính đến xem đoạn phim phỏng vấn. Anh đã xác định được đáp án. Người bình thường khi biết đồng đội của mình bị cưỡng bức sẽ đỏ mặt, ánh mắt hơi lảng tránh, nhún vai, đó là phản ứng tự nhiên. Còn hai binh sĩ này trong quá trình quan sát không hề có bất kỳ phản ứng nào như vậy. Điều này chứng tỏ hai người đang không tin lời của cô gái kia nói. Rossi nhanh chóng tìm gặp nữ binh lính để nói chuyện. Trước những chứng cứ trước mặt, nữ binh lính vô thức bĩu môi, thừa nhận mình đã nói dối. Đây là sự việc một thị trưởng ở một quốc gia Nam Mỹ bị bắn chết. Hung thủ trước lúc hành động, lông mày thường co vào nhau, mí mắt nhích lên, ánh mắt cau có, và xem sắc mặt của người phụ nữ này. Khi chuẩn bị dùng súng tấn công ở Nevada, và còn phần tử cực đoan này đang giữ trong người 10 cân thuốc nổ, chuẩn bị lên một cái xe buýt. Đây là sắc mặt của những người có xu hướng chuẩn bị tấn công. Nhìn thấy những người này hãy mau rời xa khỏi đó một chút. Hôm nay, Rossi được phái đến hôn lễ của con trai một vị đại sứ, với vai trò là vệ sĩ. Sắc mặt của một người khách thu hút sự chú ý của trợ thủ. Bọn họ chặn anh ta lại và yêu cầu kiểm tra đồ trong túi quần. Lúc này lông mày anh ta nhích lên rồi co vào nhau. Sắc mặt này là sắc mặt kinh điển của sự sợ hãi và lo lắng. Không cần phải nói, người khách lôi ra một túi chất cấm. Khi vào trong hội trường, Rossi cẩn thận quan sát sắc mặt, cử chỉ của từng người khách. Một người đàn ông ngồi trong góc khiến Rossi chú ý tới. Người này có những sắc mặt đặc trưng của sự công kích. Rossi nhanh chóng ra lệnh đặc công bắt người này lại. Đột nhiên một tiếng súng vang lên, con trai đại sứ ngã ở dưới vũng máu. Rossi lúc này mới nhận ra, người này đang dùng kế dương đông kích tây trong quá trình thẩm vấn. Mặc dù Rossi nghe không hiểu ngôn ngữ ông khách này nói, nhưng cái sắc mặt vui mừng sau khi lừa thành công không qua mắt được Rossi. Rossi yêu cầu đặc công lập tức phong tỏa tòa nhà. Hung thủ chính là người trong đám khách này. Rossi đầu tiên đi hỏi đại sứ hỏi thăm. Đại sứ chỉ tay và nói với Rossi, tên đó nhất định đã xông vào người tôi và vô tình làm con tôi bị thương. Rossi tinh ý phát hiện, ánh mắt của vị đại sứ này nhìn sang trái, nhưng tay thì luôn chỉ về bên phải. Chỉ khi bộ não đang cố gắng nói dối,
thì mới xuất hiện sự bất đồng của cơ thể này. Giống như, tôi chưa từng có bất kỳ quan hệ nào với người phụ nữ đó. Vì để làm rõ sự thật, Rossi cầm súng đi về phía đại sứ. Anh kinh ngạc phát hiện đại sứ bị bất ngờ, thì lập tức nhắm mắt và mở miệng theo bản năng. Sau đó dùng tay để che chắn cho vệ sĩ của mình. Thì ra vệ sĩ mới chính là con của ông ta. Hôn lễ này chỉ là một sự giàn dựng, nhưng ai lại là người ra tay trong một vở giàn dựng như thế này? Rossi để ý tới hành động của người quay phim ở hiện trường vụ hôn lễ. Rossi bắt đầu nghi ngờ. Họ tìm ra những cử chỉ tương tự trước đó được ghi lại. Điều này thể hiện sự thù địch. Thế nên Rossi gọi cả đoàn quay phim đến. Sau một hồi chất vấn, hung thủ đã bị bắt gọn. Nhưng hắn ta không biết rằng người mà hắn bắn gục chỉ là kẻ đóng thế.